xin tạ ơn. Con xin tạ ơn. Ta ơn Thiên Chúa, Ngài đã ban cho biết bao.
muôn tàu vẫn hối dâng lời cảm tạ để tri ân một Thiên Chúa toàn năng. Lời người khen từ khắp nẻo rừng xanh và vang đồng nước trùng dương dậy sóng. Trọn vẹn tri ân Ngài muôn vạn vật hoan ca cho lời con cùng vũ trụ bao la. Chúc tùng Chúa vì danh Ngài chí thánh, muôn tàu vẫn hơi dâng lời tri ân một Thiên Chúa toàn năng. Lời người khen từ khắp nẻo rừng xanh và vang đồng nước trùng dương dậy sóng. Người khen Chúa hơi ngàn tia nắng sớm và trời đêm lấp lánh vạn vì sao. Hãy giơ lên vang vọng đến trời cao, muôn tàu vẫn hơi dâng lời cảm tạ để tri ân một Thiên Chúa toàn năng. Lời người khen từ khắp nẻo rừng xanh và vang đồng nước trùng dương dậy sóng. Người khen Chúa hơi ngàn tia nắng sớm và trời đêm lấp lánh vạn vì sao. Hãy giơ lên vang vọng đến trời cao, gắn tiếng ca
khắp trời gần xa. Đoàn con cất tiếng chung lòng cảm tạ tình Chúa vô biên, nâng đỡ đoàn con có ngày hôm cho con cái tha phương khắp trời gần xa. Đoàn con cất tiếng chung lòng cảm tạ tình Chúa vô biên, nâng đỡ đoàn con có ngày hôm nay. Tháng năm nguy biên, Chúa đã đến vui an, Chúa vẫn chăm sóc đoàn chiên của Ngài. Chúng con sống bình an bên suối Hồng Ân. Mừng vinh danh Thiên Chúa muôn đời.
chào tôn vinh Chúa, Ngài luôn luôn theo giữ vững bền. Ai nương náu trong nhà vua, bao em vui phúc ân tuôn tràn. Ai luôn tìm về thiên nhân Chúa, lòng hân hoan không thiếu tôn gì. Danh Thiên Chúa trên nhà
với những ao vọng. Lạy Chúa con tôn vinh Ngài được chăng? Lạy Chúa con tôn vinh Ngài được chăng? Con xin tôn vinh Ngài bằng cả cuộc sống của con. Con xin tôn vinh Ngài bằng một niềm tin sắt son. Con xin tôn vinh Ngài bằng trọn niềm tin đầy tin. Con xin tôn vinh Ngài bằng lời cầu vấn ngày đêm. Làm sao con biết được là con đang tôn vinh một Chúa khi con cứ bon chen lời lòng dựng xây cho Chúa những ngôi nhà mà Chúa vẫn bơ vơ ngoài kia, mà Chúa vẫn bơ vơ ngoài cuộc sống của con xin tôn vinh Ngài bằng một niềm tin sắt son. Con xin tôn vinh Ngài bằng trọn niềm tin đầy tin. Con xin tôn vinh Ngài bằng lời cầu khẩn ngày đêm. Làm sao con biết được là con đang tôn vinh một Chúa cho buổi này niềm đau khi yếu đuối bệnh tật. Lạy Chúa con tôn vinh Ngài được chăng? Lạy Chúa con tôn vinh Ngài được chăng? Con xin tôn vinh Ngài bằng cả cuộc sống của con. Con xin tôn vinh Ngài bằng một niềm tin sắt son. Con xin tôn vinh bằng trọn niềm tin đầy tin. Con xin tôn vinh Ngài bằng lời cầu khẩn ngày đêm. Con xin tôn vinh Ngài bằng cả cuộc sống của con. Con xin tôn vinh Ngài bằng một niềm tin sắt son. Con xin tôn vinh Ngài bằng trọn niềm tin đầy tin. Con xin tôn vinh Ngài bằng lời cầu khẩn ngày đêm. Con xin tôn vinh Ngài bằng lời cầu khẩn ngày đêm. Yeah.
còn gì trong suốt cuộc đời. Ngày lại ngày con chúc tụng Chúa, hát con dân tình Chúa vô biên. Đường lối Ngài công minh chính trực, đầy yêu thương trong việc Ngài làm. Con thật diễm phúc, Chúa thương yêu cho hướng phần sáng nghiệp, lại nâng niu chăm sóc ngày đêm. Xin cảm tạ Chúa xuống trên con điệp trùng ân huệ, để con nên men mũi cho đời. Trở nên
lạy Chúa, Chúa không ngừng chăm sóc toàn dân Chúa và đã chọn các tông đồ để hướng dẫn chỉ huy. Chúng con xin phó thác cho Chúa người kế vị các thánh tông đồ là Đức Hồng Y, Phêrô mà Chúa đã đặt làm giám mục chúng con. Xin ban cho người thần trí khôn ngoan và mạnh mẽ, thần trí sáng suốt và thánh thiện để người lãnh đạo hội thánh chúng con. Nhờ đó, trong thế giới hôm nay, hội thánh mà toàn cầu sẽ xuất hiện như dấu chỉ ân cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. We'll be right back.
ra bởi đức tin nữ Maria và đến ở giữa chúng ta. Xin người thương đến ở trong nhà này và hiện diện chúc phúc cho nhà này. Xin Chúa Kitô đến ở đây với anh chị em, nuôi dưỡng tình bạn ái huynh đệ nơi anh chị em, chia vui sẻ buồn với anh chị em. Còn những người trong gia đình nhà này, theo lời dạy và gương sáng của Chúa Kitô, anh em trước hết hãy lo cho ngôi nhà một vụ mới này thành nơi cư ngụ tốt tình bạn ái, để từ đấy thương hơn tốt lành của Chúa Kitô lan tỏa ra rộng rãi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nói thưa các tôi tới Chúa ngày hôm nay canh thành ngôi nhà này. Họ đang xin phép lành của Chúa để khi ở trong nhà này họ cảm thấy Chúa là nơi nương tựa. Khi đi xa nhà họ vui mừng có Chúa là ban đồng hành.
trọng kính Đức Hồng Y, nhờ hồng ân Thiên Chúa và sự cho phép giúp đỡ của bề trên giáo phận, sự dẫn dắt chỉ đạo của cha xứ Luca, ngôi thánh đường Vĩ Hạ đã hoàn thành. Đây cũng là kết quả của sự đồng lòng và mồ hôi công sức của mọi thành phần dân Chúa, cộng đoàn Vĩ Hạ. Chúng con với sự giúp đỡ của quý ân nhân, thân nhân trong và ngoài giáo họ, giờ đây chúng con trao lại cho Đức Hồng Y ngôi thánh đường này, để Ngài làm chủ và thánh hiến như một nếp mọn của chúng con dâng lên Thiên Chúa là cha chúng con. Xin cảm ơn anh em. Sau khi đã hoàn thành cái công trình đẹp đẽ này để đưa vào phục vụ cộng đoàn dân Chúa, nay thì muốn trao cho tôi chìa khóa để biểu lộ sự hiệp thông ở trong giáo hội. Chúng ta có nhiều giáo xứ, chúng ta có nhiều giáo họ, nhưng chúng ta chỉ có một gia đình giáo phận mà giáo mục là vị đứng đầu. Tôi đón nhận với lòng biết ơn. Tôi xin trao chìa khóa lại cho cha xứ Luca. Và tôi tin rằng cha xứ sẽ nhận lấy chìa khóa này và một cách tiêu biểu, Ngài luôn luôn rộng mở cửa nhà thờ và rộng mở cửa tâm hồn của Ngài để đón nhận tất cả mọi người, cách riêng là những người tội lỗi, những người nghèo khó, những người cô đơn, những người đau khổ. Xin cha nhận và cha sẽ cố gắng hết sức để chu toàn nhiệm vụ của chúng cha. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ trọng thể cung hiến ngôi nhà này, chúng ta hãy cần quà nại xin Chúa là Thiên Chúa chúng ta không làm phép nước này để rảy trên chúng ta làm dấu chỉ không thôi và nhắc lại bí tích thanh tẩy và cũng để thanh tẩy tường và bàn thờ mới. Chính Chúa dùng ơn của người mà giúp đỡ chúng ta để chúng ta ngoan ngoãn vâng theo thánh thần đã nhận được mà sống trung thành trong hội thánh người. Lạy Chúa, nhờ Chúa mà mọi vật đã được nhìn thấy ánh sáng sự sống. Chúa tha thiết yêu thương loài người đến nỗi không những chăm sóc nuôi dưỡng họ như một người cha mà còn giúp thương lấy xương xa mang ai rửa họ sạch mọi tội lỗi và không ngừng dâng đưa họ về với Đức Kitô là tu lành. Quả vậy, vì lòng thương Chúa đã quyết định những ai vương mắc tội lỗi mà bước xuống dòng nước thánh thì được cùng chết với Đức Kitô và được trỗi dậy trong sạch, trở nên chi thể của người và cùng người thừa kế vòng thương đời đời. Vì vậy, xin Chúa ban phúc lành và thánh hoa nước này để khi rảy trên chúng con và các tường của nhà thờ này, nước ấy trở nên dấu chỉ thư được thánh thầy cứu rồi đã gột rửa chúng con trong Đức Kitô, làm cho chúng con trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Xin Chúa thương ban cho chúng con và mọi anh chị em sẽ cử hành mầu nhiệm thánh trong nhà thờ này, được đạt thời Jerusalem trên trời.
Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót đem ngự trong nhà cầu nguyện này và dùng ơn thánh thần thánh tẩy chúng ta là đền thờ của Người. Amen.
đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật. Hôm đó là ngày đầu tháng 7, từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường trước cửa nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư ký Ezra đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách. Thầy mở sách ra trước công chúng, vì thầy đứng ở nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, thì tất cả đều đứng lên. Ezra chúc tụng Thiên Chúa là Chúa cao cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, Amen. Họ cúi mình và phủ phục trước Thiên Chúa. Họ cúi sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người ta hiểu được các điều đã đọc. Lê-hê-mi-a là tổng trấn, Ê-sa là thư tế và là thư ký. Các thầy Lê-vi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: Ngày hôm nay được thánh hóa dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Anh chị em đừng mang tang chế, đừng khóc lóc, vì lúc đó toàn dân đang khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon. Hãy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình. Vì ngày này là ngày thánh dâng cho Chúa. Đừng buồn sầu, vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của anh chị em. Đó là lời Chúa. Thank you.
Anh em thân mến, anh em là tòa nhà của Thiên Chúa. Theo ân sủng Thiên Chúa đã ban cho, tôi như một kiến trúc sư lành nghề đã đặt nền móng, còn kẻ khác thì xây lên. Nhưng mỗi người hãy xem coi mình xây lên thế nào. Vì chương không ai có thể xây dựng một nền tảng khác ngoài nền tảng đã được xây dựng là Đức Giêsu Kitô. Nếu có ai dùng vàng bạc, đá quý, ván gỗ, cỏ cây, rơm rạ mà xây cất trên nền tảng đó, thì công trình của mỗi người sẽ được tỏ hiện. Thật vậy, ngày của Thiên Chúa sẽ bày ra tất cả, vì nó được mặc khải trong lửa, và chính lửa này sẽ thử nghiệm công trình của mỗi người. Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm đến đền thờ của Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt người ấy, vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh, mà chính anh em là đền thờ ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, thì có người
Trước hết, tôi xin vắn tắt về ba bài Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe. Nhờ những bài Kinh Thánh mà chúng ta hiểu rõ hơn về cử hành phụng vụ tham nhân dự và đón nhận được nhiều ơn thiêng liêng. Bài đọc một trích sách Nehemiah cho chúng ta thấy là từ xa xưa, từ thời cựu ước hơn hai ngàn năm về trước, thì dân Chúa đã biết tôn trọng lời Chúa. Mặc dù thời đó lời Chúa chưa được đầy đủ như chúng ta có trong ngày hôm nay, mà chủ yếu là sách luật. Dù vậy thì đoạn sách thánh chúng ta vừa nghe ban nãy đã diễn tả một cái cảnh rất là trang nghiêm. Thầy tư tế rước sách thánh ra, đứng ở một nơi cao, thầy công bố tất cả dân chúng đều đứng lắng nghe một cách chăm chỉ. Rồi thì có những đoạn dân chúng thấy lời Chúa đem lại cho họ cái niềm vui và hy vọng thì họ ca hát. Có lúc thì lời Chúa kêu gọi họ phải ăn năn sám hối vì tội lỗi của mình thì họ than khóc. Và lời Chúa được công bố từ sáng đến trưa, chỉ chừng đó mà thôi. Anh chị em chúng ta hãy xem mình lại. Đối với lời Chúa chúng ta nghe trong mỗi thánh lễ, để chúng ta có tin đó là Chúa nói với chúng ta hay không? Mà nếu chúng ta tin thì chúng ta phải đón nhận và chúng ta phải đưa ra để mà thi hành. Bài đọc hai Thánh Phaolô tóm lại cho chúng ta: ngày hôm nay chúng ta cung hiến ngôi nhà thờ này cho Chúa. Nhà thờ này trước khi cung hiến thì nó cũng chỉ là một ngôi nhà nguy nga, nhưng cũng chỉ bằng đất, bằng đá, bằng xi măng, bằng sắt. Có lớn cách nào đi nữa, có vững chắc thế nào đi nữa thì cũng chỉ tồn tại nhiều lắm là 200 năm. Nhưng mà qua cái lễ cung hiến này thì ngôi nhà này được dâng lên cho Chúa để phục vụ danh thánh Chúa và phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Cho nên anh chị em sẽ được tham dự một cái nghi lễ rất là trọng thể. Có thể chưa bao giờ anh chị em thực sự được tham dự một cái nghi lễ long trọng như vậy. Bắt đầu chúng ta thấy rảy nước thánh để thanh tẩy ngôi nhà này, để thanh tẩy bàn thờ này và để thanh tẩy tâm hồn của chúng ta. Và rồi anh chị em thấy để công bố lời Chúa thì chúng ta đã được chuẩn bị như thế nào để nghe bài sách thánh. Rồi trước khi cung hiến thì phụng vụ mời các thánh trên trời, toàn thể triều đình thiên quốc cùng hợp lời cầu nguyện với chúng ta, để rồi sau đó bàn thờ được sức dầu lên lắm. Dầu thánh đã được làm phép ngày thứ năm tuần thánh, rồi thì bàn thờ được sông hương nghi ngút để cho lời cầu nguyện chúng ta như là hương thơm tỏa bay lên trước nhà Chúa. Và rồi tới cái nghi thức sắp khắp thắp sáng nhà thờ để nói rằng Chúa là
là ánh sáng thế gian. Nhưng mà bài phúc âm nhắc nhở với chúng ta, nếu chúng ta không có cái tinh thần đổi mới, nếu chúng ta không biết cải tổ, thì những cái điều mà chúng ta tham dự hay cử hành này sẽ không có lợi ích gì. Chúng ta hãy giống như thế ông Sa-kêu. Ông ấy biết rằng mình là người tội lỗi vì ông đã trốn đi quan thuế, mà làm cái nghề đó thì dễ phạm tội lắm, tội bất công, tội tham nhũng đủ hết. Khi Chúa đến, ông được ơn của Chúa và ông đi tìm Chúa, và Chúa đã tỏ cho ra cho thấy vì ông thật sự ăn năn sám hối. Tôi sẽ lấy phân nửa của cải của tôi để chia cho người nghèo, và tôi có làm điều gì bất công thì tôi sẽ đền bù lại gấp bội. Thế nên khi anh chị em tham dự lễ cúng hiến của chính ngôi nhà thờ của anh chị em, thì Thánh Phaolô nhắc và cái đền thờ chính là anh chị em. Anh chị em là đền thờ của Chúa, và có thể nói qua cái thánh lễ này, đền thờ là anh chị em được thanh tẩy để anh chị em được xứng đáng đón nhận Chúa. Xin Chúa qua cái nghi lễ cúng hiến này thanh tẩy tâm hồn chúng ta, đổi mới con người chúng ta để luôn luôn đón nhận Chúa và luôn luôn biết đến với anh em của mình trong sự tha thứ, trong sự giúp đỡ, trong tinh thần phục vụ. Yeah.
đến làm cho lòng ta tin tưởng nên đền thờ thiêng liêng của Người, và xin Người kết hợp lời kêu cầu của chúng ta vào lời cầu cầu vinh đệ của ca thánh. Oh,
Hồi thành đó thân là diêm phúc,
là nhà tam của Thiên Chúa ở với loài người, là đền thờ thánh thiên xây lên bằng đá sông đồng, thừa trên nền ta các tông đồ và có Đức Giêsu Kitô là đá gốc tường. Hội thánh đó thật là cao cả, là thành trì dựng trên đỉnh núi. Hễ thấy điều nhìn thấy mọi người đều trông rõ, nơi ấy còn đèn của chiên con liên thị chiếu sáng và ban rơi lời ca tri ân của các thánh. Vì thế lạy Chúa, chúng con lại xin Chúa nói thương tổ tràng chán hòa ơn thánh bởi trời trên nhà thờ và bàn thờ này, để nhà này luôn luôn là nơi thánh và để bàn này hằng được dâng trong hy tế của Đức Kitô đến muôn đời. Lạy Cha, xin cho nơi đây có sông nước ơn thánh chôn vùi tôi nối loài người, để con cái cha nhờ chết đi cho tội lỗi được tái sinh vào sự sống trên trời. Xin cho nơi đây các tín hữu biết đến quanh bàn thờ cử hành cuộc tưởng niệm lễ vừa qua và được bổ dưỡng nhờ bàn tiếp lời Đức Kitô và mình thánh của người. Xin cho nơi đây vang lên lời ca ngợi hân hoan hòa âm thanh loài người với những lời ca của các thiên thần và liên lì bay lên tới cha, lời khuyên cầu cho phần rồi thế gian. Xin cho nơi đây kẻ nghèo gặp được lòng thương xót, người áp bức đạt được tự do chân thật và mọi người được mặc phẩm giá của con cái cha, cho đến ngày họ sung sướng đạt tới Jerusalem trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Xin Chúa dùng quyền năng của Người thánh hóa bàn thờ và nhà thờ này được chúng con theo nhiệm vụ mà sức dầu đây, để nhờ một dấu hiệu hữu hình chúng diễn tả mầu nhiệm Đức Kitô và Hội Thánh Người.
Lạy Chúa, xin cho lời nguyện cầu của chúng con bay lên trước tôn giang như hương trầm nghi ngút và như nhà này đầy mùi thơm thế nào, thì xin cho hội thánh Chúa cũng tỏa lan hương thơm Đức Kitô như vậy. Thank you.
ánh sáng Chúa Kitô cháy sáng lên trong hội thánh để muôn dân được đầy chân lý. Thank you.
Cùng một thể thức
Yeah.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi điều hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Vì con quyền, ý lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là Đức Hằng sống và hiện trị muôn đời. Thank you.
đến đây thờ phương chúa và mai kia được cùng thần thánh trên ngưỡng tôn nhang đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Đọc kinh cầu nguyện trên bè đến năm
khoảng năm 1909, hai cụ Giuse trước và cụ Maria Mật đã quảng đại dâng cho giáo họ một sào đất. Cha ông chúng con đã dựng tạo một ngôi nhà thờ bằng tranh tre vách đất. Đến năm 1933, cha Giuse Nguyễn Văn Sĩ đã xây dựng cho chúng con ngôi nhà thờ xây đá phong, khung xương bằng gỗ lợp ngói. Đến năm 1935, nhà thờ được bề trên giáo phận cho đặt mình thánh chúa và thường xuyên có các giờ chầu thánh thể. Năm 1991, giáo họ lại xây dựng nhà thờ bằng cột dập bê tông nhưng vẫn theo nền móng cũ. Đến năm 2001, vì giáo dân trong giáo họ đông, nhà thờ nhỏ nên giáo họ chúng con xin bề trên giáo phận cho xoay hướng nhà thờ và mở rộng diện tích xây dựng. Nhưng vì điều kiện mặt bằng nên giáo họ chúng con nới thêm hai gian cung thánh. Tháng 10 năm 2012, dưới sự dẫn dắt của cha xứ Luca, được sự cho phép của bề trên giáo phận, nhà thờ được mở rộng và xây dựng tiếp bằng gạch ngói bê tông chắc chắn với diện tích 735 m² xây dựng theo kiến trúc Gothic. Cuối năm 2015, ngôi nhà thờ được hoàn thành tốt đẹp và an toàn dưới sự chỉ bảo của cha xứ Luca và sự hiệp nhất của giáo họ. Tháng 6 năm 2015, chúng con khởi công tiếp ngôi nhà mục vụ. Đến nay cả hai công trình nhà thờ và nhà mục vụ đã được hoàn thành với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chúng con thành kính tưởng nhớ công ơn của các đấng bậc tổ tiên đã đổ bao mồ hôi công vất vả dày công phương đắp để chúng con có được ngày hôm nay. Chúng con xin vuông lời các quy và hứa sẽ gìn giữ đức tin mà cha ông chúng con đã để lại. Chúng con xin được thắp nén hương phòng hướng về các ngài với tất cả lòng thành kính và tri ân. Chúng con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đức Maria, Thánh cả Giuse, Thánh Anxê Quan Thầy vì biết bao hồng ân mà Chúa đã ban xuống cho giáo họ chúng con, đặc biệt là 4 năm vừa qua. Chúng con xin cảm tạ và tri ân Đức Hồng Y Phê-rô đã luôn cầu nguyện và quan tâm đến giáo họ chúng con. Hôm nay Đức Hồng Y lại về chủ sự thánh lễ cung hiến ngôi nhà thờ giáo họ chúng con. Chúng con xin hết lòng tri ân Đức Hồng Y. Chúng con xin cảm tạ và tri ân Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt đã luôn cầu nguyện động viên khích lệ chúng con trong thời gian xây dựng. Ngài đã gửi quà động viên giáo họ chúng con. Chúng con xin cảm tạ tri ân Đức Cha Lorenzo ngày 30 tháng 11 năm 2012. Ngài đã về dâng thánh lễ đặt viên đá nóc và cầu nguyện cho giáo họ chúng con. Chúng con xin dâng lời cảm tạ và tri ân Đức Cha vì lý do mục vụ. Hai Đức Cha không về dâng thánh lễ nhưng vẫn gửi lời chúc mừng và hướng lòng về cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin cảm tạ tri ân các cha tiền nhiệm đã đất này đất khác giúp chúng con về mặt bằng để chúng con có được như ngày hôm nay. Đặc biệt, chúng con xin ghi nhớ công ơn cha xứ Luca, người có công chính trong việc xây dựng ngôi nhà thờ được cung hiến hôm nay. Chắc chắn cha rất hài lòng vì Chúa đã làm những việc kỳ diệu nơi giáo họ chúng con. Tấm lòng của cha xứ Luca tha thiết với nhà Chúa, với giáo xứ, giáo viện, đặc biệt với giáo họ chúng con và sẵn sàng làm tất cả vì giáo hội. Chúng con xin mãi mãi ghi nhớ công ơn của cha xứ Luca, hình ảnh của một ngôi nhà thờ sừng sức oai nghiêm giữa vùng quê luôn nhắc nhớ cho chúng con về một người cha cao cả. Xin Chúa trả công bồi hồng cho cha xứ chúng con. Chúng con xin cảm ơn cha phó Phê-rô, cha phó Giuse đã cầu nguyện động viên giúp đỡ chúng con và cộng tác với cha xứ để giúp chúng con tổ chức trong các nghi thức thánh lễ hôm nay được sốt sắng. Chúng con xin cảm ơn quý thầy, quý sơ đã cùng cộng tác giúp đỡ chúng con trong thánh lễ ngày hôm nay.
Chúng tôi xin cảm ơn các cấp chính quyền thành phố Hà Nội, huyện Trương Mỹ, chính quyền xã Liên Quan, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi hoàn thành ngôi thánh đường hôm nay. Quý vị cũng về chúc mừng và chung chia niềm vui với chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin cảm ơn các kiến trúc sư, ban chủ, tân cựu, ban kiến thiết, các cụ thợ nề, thợ sắt, thợ mộc, thợ sơn và các tổ vận chuyển ô tô, công nông, máy móc, máy cầu xa gần đã góp công xây dựng nhà chùa. Chúng tôi xin bán cảm ơn ban chánh chương, ban trùng quảng, các sứ họ trong và ngoài giáo miền đã về hiệp dân thánh lễ và chung chia niềm vui với giáo họ chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn ban mục vụ giáo họ Mỹ Lương và các hội đoàn đã cộng tác giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn các ban ca đoàn, các hội chống, hội kèn đồng, ban âm thanh ánh sáng, ban trật tự, ban ẩm thực, ban tiết tân, các hội đoàn và tất cả các thành phần dân chúa cùng cộng tác để tổ chức thánh lễ hôm nay được long trọng và sốc sáng. Kính thưa Đức Hồng Y, sự hiện diện của Đức Hồng Y hôm nay đã mang đến cho chúng con niềm vui vô tận và để lại trong mỗi chúng con dấu ấn không bao giờ phai. Kính thưa quý cha rất bận công, nhiều công việc mục vụ, nhưng sự ưu ái và vì tình yêu thương đã để dâng thánh lễ với giáo họ chúng con. Tấm lòng yêu mến và hy sinh của quý cha đã nâng đỡ và khích lệ đời sống đức tin của chúng con thật nhiều. Xin Đức Hồng Y quý cha, quý ân nhân, quý khách xa gần nhận nơi chúng con lời tri ân và lòng biết ơn chân thành. Xin nhân Chúa qua lời bầu cử của Đức Maria, Thánh cả Giuse, Thánh Anse quan thầy của giáo họ trả công bồi hậu cho Đức Hồng Y quý cha, quý khách và quý cộng đoàn. Thánh lễ này thật trọng đại và lớn lao, chúng con là sức hèn tài mọn, dù đã cố gắng rất hết sức, chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Kính xin các đấng và mọi người được tình tha thứ cho chúng con. Sau thánh lễ, chúng con xin kính mời Đức Hồng Y, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý ân nhân và quý khách ở lại chung vui với giáo họ chúng con. Chúng con xin đồng bái tạ và tri ân. Để tỏ lòng thành kính của giáo họ chúng con có bó hoa tươi thắm kính dâng Đức Hồng Y quý cha, xin Đức Hồng Y quý cha vui lòng đón nhận. Cùng hoàng mang hai tiếng cảm ơn, hát câu ca ơn vang dội nơi đây. Và ngàn con tình luôn nói lên lời cảm ơn không bao giờ quên, lời cảm ơn không bao giờ quên. Cùng hoàng mang hai tiếng cảm ơn, hát câu ca ơn vang dội nơi đây. Và ngàn con tình luôn nói lên lời cảm ơn không bao giờ quên, lời cảm ơn không bao giờ quên. Trọng kính Đức Hồng Y, kính thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách và toàn thể tập đoàn. Trước hết con cùng với tập đoàn dân Chúa giáo miền Hữu Xá con nhiệt diện nơi đây, chúng con xin được nhiệt liệt chúc mừng Đức Hồng Y Phêrô nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngân thánh giám mục của Đức Hồng Y. Hôm nay toàn thể cộng đoàn giáo miền Hữu Xá cùng hiệp dâng lời tạ ơn và cảm tạ Thiên Chúa vì chính Người đã đoái thương tuyển chọn Đức Hồng Y Phêrô và nuôi dưỡng Ngài trong suốt 25 năm qua. Cách đây 25 năm vào ngày 3
1991, Chúa đã thương ban và trao ban sứ vụ kế vị các thánh tông đồ để Ngài chăm sóc đoàn chiên của Chúa. 25 năm đã đi qua, chúng con cảm nhận rằng 25 năm một chặng đường của đời giám mục có biết bao điều để nhớ, để quên. Suốt 25 năm ấy, đức vâng lời, tinh thần nghèo khó, một cuộc sống khiêm cung vẫn là một trong những cuộc chiến đấu gay go nhất của đời giám mục. 25 năm hiến dâng phục vụ, Đức Hồng Y đã gieo trong lệ sầu, và ngày hôm nay Đức Hồng Y lại gặt hái trong hân hoan. Chúng con không biết diễn tả thế nào để lòng yêu thương cao quý mà Đức Hồng Y đã dành cho giáo miền của chúng con. Một lần nữa, cộng đoàn giáo miền chúng con xin kính chúc Đức Hồng Y luôn được sáng suốt, mạnh khỏe để Đức Hồng Y chèo lái con thuyền của giáo phận ngày một phát triển. Trong tâm tình kính mến và yêu thương, kính xin Đức Hồng Y nhận nơi chúng con những bông hoa tươi thắm nhỏ ngọt như nhận lấy tâm tình hiếu thảo của đàn chiên với người cha kính yêu, chúng con đồng cảm tạ. Thank you.
một đời, nguyện xin một đời ngợi khen Thiên Chúa. Xin một đời, nguyện xin một đời được cảm ơn Ngài, vì Ngài đã thương tôi chọn một kiếp con người. Ngày còn thơ bé và mai khôn lớn, Chúa dẫn tôi đi vào đời, Chúa dẫn tôi về muôn lối. Dù đời nổi trôi, dù đời đổi thay, ơn Chúa hằng ở bên tôi hàng ngày. Xin trọn đời, nguyện xin trọn đời cùng ca danh Chúa. Xin trọn đời, nguyện xin trọn đời được bên yêu Ngài. Ngài đã có thành tôi và dẫn tôi đi trong đời, từ ngày tháng tuổi thơ cho đến khi tôi già nua. Ngài gửi đến cho tôi vào tuổi sống êm trôi, tình mộng ước lên ngôi, mê mãi tôi đi đến yêu thương của Ngài. Xin một đời, nguyện xin một đời ngợi khen Thiên Chúa. Xin một đời, nguyện xin một đời được cảm ơn Ngài, vì Ngài đã thương tôi chọn một kiếp con người. Ngày còn thơ bé và mai khôn lớn, Chúa dẫn tôi đi vào đời, Chúa dẫn tôi về muôn lối. Dù đời nổi trôi, dù đời đổi thay, ơn Chúa hằng ở bên tôi tháng ngày. Xin trọn đời, nguyện xin trọn đời tụng ca danh Chúa. Xin trọn đời, nguyện xin trọn đời được mến yêu Ngài. Ngài hằng ấp ủ tôi trong tiếng ru của mẹ hiền. Ngài mở trí lòng tôi trong bên yêu ngày và đêm. Ngài gọi nắng xôn xao, gọi màu sắc thanh cao, gọi nhạc với hương thơ để đến bên tôi giữ nuôi tôi suốt đời. Xin một đời, nguyện xin một đời ngợi khen Thiên Chúa. Xin một đời, nguyện xin một đời được cảm ơn Ngài, vì Ngài đã thương tôi chọn một kiếp con người. Ngày còn thơ bé và mai khôn lớn, Chúa dẫn tôi đi vào đời, Chúa dẫn tôi về muôn lối. Dù đời nổi trôi,